Harry Potter là một trong những series phim đình đám nhất mà Warner Bros. Từng có. Với Harry Potter, hãng phim đã được đưa lên một tầm cao mới. Có lẽ, lý do đơn giản nhất là vì tác phẩm gốc, bộ truyện Harry Potter quá xuất sắc. Dù có một bộ phận khán giả không yêu thích Harry Potter, nhưng không thể phủ nhận, tác giả J.K. Rowling đã tạo ra được thế giới phép thuật vô cùng ấn tượng, cùng cốt truyện hấp dẫn và liên kết chặt chẽ tới nỗi không thể phát hiện ra một lỗ hổng nào. Thông thường, đối với các tác phẩm điện ảnh chuyển thể là bản truyện gốc thường hay hơn bản phim. Với hơn 10 năm làm mưa, làm gió trên các bảng xếp hạng doanh thu, Harry Potter nổi tiếng tới mức mà tới ngay cả những người chưa từng đọc một tập truyện nào cũng có thể hiểu và nắm rõ nội dung. Tuy rằng, không thể so sánh các phần phim với nhau, xem phần nào hay hơn, vì nó còn phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, khách quan mà nói, xét trên góc độ của các nhà phê bình, các phim Harry Potter vẫn có thể được đánh giá thông qua các yếu tố như cốt truyện, hiệu ứng hình ảnh hay cách dẫn dắt phim. Dưới đây là xếp hạng 8 tập phim Harry Potter do các nhà phê bình lựa chọn. 8. Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, phát hành năm 2001. Đạo diễn Chris Columbus luôn là bậc thầy trong việc tạo ra những bộ phim dành cho gia đình. Và tập phim Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy cũng không phải là ngoại lệ. Dù là hay hơn hay dở hơn, nhưng Chris Columbus và Steve Kloff vẫn trung thành với nguyên tác. Chỉ có một số chi tiết rất nhỏ được thay đổi. Vị đạo diễn tập trung vào các chi tiết chính, quan trọng và lược bỏ một số chi tiết không cần thiết. Diễn xuất của ba diễn viên nhí trong tập phim này dường như vẫn chưa chín mùi. Rất nhiều đoạn phim mà khán giả thấy rõ các diễn viên phải nhớ lại lời thoại trước khi nói, nhưng dĩ nhiên là theo một cách vô cùng đáng yêu. Như thường lệ, Emma Watson là người có kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong cả ba diễn viên chính, và Alan Rickman với màn trình diễn đáng nhớ nhất, hóm hỉnh, kỳ lạ. Nam diễn viên lột tả rõ tính cách khó chịu, cay nghiệt và có đôi phần độc đoán của giáo sư Snape với những cái lừ mắt và khuôn mặt lạnh lùng. Dù là một bộ phim hay, nhưng Hòn Đá Phù Thủy vẫn chưa thể so sánh với các phần phim sau về độ hấp dẫn. Vì là phần phim đầu tiên, nên các diễn viên vẫn đang cố để diễn tròn vai, tìm cách để xây dựng ấn tượng ban đầu cho các nhân vật. Và sự xuất hiện đột ngột, cũng như sự nguy hiểm của Voldemort làm cho bộ phim bỗng dung trở nên hơi hời hợt, giống như những phim cổ tích dành cho trẻ em. Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy là phần phim đầu tiên nên chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, bộ phim đã bước đầu xây dựng được hình tượng các nhân vật chính, cốt truyện mượt mà và một thế giới phù thủy huyền bí nhưng vô cùng tuyệt vời. Tuy vậy, hiệu ứng hình ảnh của bộ phim là điểm yếu khiến cho Hòn Đá Phù Thủy đứng cuối cùng trong series phim đình đám này. Con quỷ khổng lồ trong nhà vệ sinh nữ, trận đấu Quidditch và sự xuất hiện của chú chó ba đầu canh cửa tầng hầm tạo cho khán giả cảm giác như các hiệu ứng hình ảnh vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chứ chưa phải là sản phẩm cuối cùng của một bộ phim có kinh phí lớn. Tóm lại, khó có thể chê trách được đạo diễn Columbus và phần phim đầu tiên của một series dài hơi. 7. Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, phát hành năm 2002. Phần 2 của series phim Harry Potter đã được cải thiện rất nhiều so với người tiền nhiệm trên tất cả các phương diện. Bắt đầu từ diễn xuất của các diễn viên nhí đã, trong phần này đã tự tin và nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Bối cảnh và dựng phim cũng khá hơn, đạo diễn kiểm soát nhiều hơn. Các yếu tố ma thuật và thế giới phù thủy được đào sâu hơn. Hầu hết hiệu ứng hình ảnh cũng được cải thiện. Tuy nhiên, dường như series phim luôn không có duyên và rất hay gặp trục trặc với những nhân vật phải sử dụng kỹ xảo. Đặc biệt lần này là con tử xà Basilisk, con quái thú được Slytherin nuôi trong căn hầm tại Hogwarts nhằm tiêu diệt những học sinh có gốc Muggle. Mặc dù được thiết kế rất đẹp, nhưng qua hiệu ứng chỉnh sửa thì con tử xà lại không có liên kết với các nhân vật và nhìn chưa thật mắt. Diễn xuất của nam diễn viên Kenneth Branagh cũng rất ấn tượng. Anh được giao cho vai diễn giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Gilderoy Lockhart, một kẻ tự luyến, dối trá và thích huyễn hoặc về bản thân. Nhân vật này là trung tâm của sự rắc rối và luôn tạo ra những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Phần phim cũng đánh dấu sự thay đổi cho dàn diễn viên khi Richard Harris, người thủ vai giáo sư Dumbledore, đã quyết định rời khỏi dự án với lý do sức khỏe. Nhiều fan hâm mộ đã khá nuối tiếc vì hình ảnh của nam diễn viên rất giống với nhân vật mà Rowling đã tạo ra trong truyện. Sau đó, vai diễn hiệu trưởng Dumbledore được giao cho diễn viên Michael Gambale. Đối với những khán giả chưa từng đọc qua truyện, một điểm trừ nho nhỏ của tập phim Phòng Chứa Bí Mật là thời lượng của phim quá dài. Với độ dài gần 3 tiếng, chắc chắn các chi tiết trong truyện sẽ được khắc họa lại đầy đủ. Với người hâm mộ của bộ truyện thì đây là điều đáng mừng, nhưng với các nhóm khán giả còn lại thì không. Dù sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng khán giả đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi thưởng thức bộ phim. 6. Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter và Mệnh lệnh Phượng Hoàng, phát hành 2007. Phần khó khăn nhất của một tác phẩm chuyển thể là quyết định chọn lọc những chi tiết của tác phẩm gốc. Harry Potter và Mệnh lệnh Phượng Hoàng hoàn toàn là một bộ phim ở mức khá. Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến trái chiều với chất lượng của bộ phim.
Biên kịch mời ECHRL Goldenbeck và đồng đạo diễn David Yates, đạo diễn phim State of Play. Có vẻ như Da đưa ra những quyết định sai lầm gần như hủy hoại cả bộ phim. Sự vắng mặt của biên kịch Steve Bloch có thể là nguyên nhân cho những sai sót này. Vốn là tập truyện dài nhất trong 7 phần, nhưng khi được chuyển thể thành phim thì Harry Potter mệnh lệnh Phượng Hoàng lại là phần phim có thời lượng ngắn nhất của series phim. Rất nhiều chi tiết trong truyện đã bị cắt bỏ và mạch phim chuyển quá nhanh, khiến cho bộ phim khá khó hiểu đối với những người chưa đọc truyện và không để theo dõi. Chi tiết sự hy sinh của Sirius Black thì quá hời hợt, mặc dù đây là cảnh phim cảm động nhất và quan trọng nhất của tập phim. Tuy nhiên, các nhà làm phim vẫn nhận ra được những yếu tố để tạo nên một bộ phim hay để đưa vào tác phẩm của mình. Đạo diễn đã rất khôn ngoan khi đẩy nhanh tình tiết phim, gia tăng những tình thế gấp gáp và nguy hiểm, cùng với những cảnh chiến đấu gay cấn dữ dội. Các hiệu ứng hình ảnh rất đẹp mắt và mượt mà, mặc dù nhân vật Crab là một thất bại. Có lẽ phần phim này là phần mà Daniel Radcliffe thể hiện vai diễn của mình xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, diễn xuất của diễn viên Imelda Staunton, người thủ vai mụ hiệu trưởng khó ưa, Dolores Umbridge cũng cực kỳ hoàn hảo. Phân đoạn được đánh giá cao nhất trong cả bộ phim chính là cảnh chiến đấu tại bộ pháp thuật ở cuối phim. Trận chiến giữa Dumbledore và Voldemort là một trong những cảnh chiến đấu hay nhất của các phim truyền thể. Nhiều nhà phê bình và người hâm mộ đã gọi đây khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cả series. 5. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần Phần 1. Phát hành năm 2010. Trong khi người hâm mộ không ngừng phàn nàn về bối cảnh, không gian tập trung và xoay quanh quá nhiều vào những khu rừng và căn lều trại cả trong truyện và trên phim, dường như đây là ý đồ của J.K. Rowling để tập trung nhiều hơn vào sự phát triển nội tâm của các nhân vật. Với những người yêu thích cách xây dựng bối cảnh này, thì đây là cơ hội tuyệt vời để hòa mình vào những địa điểm thiên nhiên tuyệt đẹp mà hiếm khi được đề cập đến trong những bộ phim trước. Hogwarts, nơi an toàn nhất của thế giới phù thủy, giờ đây cũng bị tử thần thực tử kiểm soát, thì dường như mọi nơi ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất của thế giới phù thủy cũng đầy rẫy nguy hiểm. Các hiệu ứng đặc biệt được lồng ghép đầy duyên dáng vào trong một bức tranh đầy rẫy sự cảnh giác và căng thẳng của ba bạn trẻ. Một lần nữa, Raffian lại mang đến cho khán giả một màn trình diễn trên cả tuyệt vời khi hoàn thành xuất sắc vai diễn chúa tể Voldemort. Mặc dù nhiều lúc chính lối diễn xuất của nam diễn viên lại phản tác dụng làm cho nhân vật của anh trở thành một phiên bản nhái lại chứ không phải một kẻ thù nguy hiểm và tàn độc của Harry Potter. Bên cạnh đó, mỗi lần nhân vật Bellatrix Lestrange của nữ diễn viên Helena Bonham Carter xuất hiện, khán phòng lại nín lại vì cô diễn quá nhập tâm. Tất cả những sự điên rồ, độc đoán và si tình của Bellatrix được nữ diễn viên thể hiện quá chân thật. Vấn đề lớn nhất của bộ phim, cũng như là của cả 6 phần phim trước là việc phân bổ sự xuất hiện của các nhân vật không đồng đều. Ví dụ cụ thể chính là Dobby. Nhân vật gia tinh này có vai trò quan trọng và xuyên suốt trong tất cả các tập truyện. Nhưng với bản điện ảnh, nhân vật này chỉ xuất hiện trong phần 2, Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, và phải đến tận những phút cuối của Bảo Bối Tử Thần mới được quay trở lại. Vì vậy, khi Dobby đột nhiên xuất hiện và cứu Harry cũng những người khác và hy sinh tính mạng, chi tiết này khiến khán giả khó có sự đồng cảm và gây cảm động cho khán giả vì nhân vật chỉ xuất hiện chưa đầy 10 phút. Tóm lại, với vai trò được ví như khoảng lặng trước cơn bão, Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 1 đáp ứng đủ yêu cầu của một bộ phim hay. 4. Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa. Phát hành 2005. Phần phim thứ tư tập trung vào sự biến đổi trong tâm lý cũng như ngoại hình của Harry. Cậu bé ngày nào giờ đang ở độ tuổi trưởng thành, với những dấu hiệu của tuổi dậy thì, nóng giận và dễ kích động, những rung động đầu đời, mái tóc dài lạ lẫm. Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa là sự pha trộn giữa hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp của Alfonso và mô típ cổ tích thần tiên, mơ mộng, bí ẩn, hấp dẫn của đạo diễn Christopher Columbus. Mike Newell, đạo diễn của Forgetting Anna Funderer, Danny Brasso, đã tạo ra một sự khác biệt vô cùng lớn so với tất cả các đạo diễn khác. Dưới bàn tay tài hoa của mình, ông đã mang đến cho khán giả một thế giới ma thuật gần gũi và tự nhiên hơn hẳn những phần phim trước. Có thể nói rất ít tác phẩm truyền thể đạt được sự chuyển đổi tinh tế như Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa. Không chỉ vậy, vị đạo diễn này còn là người duy nhất thành công trong việc đem lại những cảm xúc tinh tế, những chuyển biến tâm lý mà J.K. Rowling đã khắc họa qua các nhân vật trong truyện lên phim. Vị đạo diễn đã cân bằng được những yếu tố cảm xúc phức tạp của độ tuổi mới lớn và những yếu tố ảo tưởng đen tối và ma mị hơn. Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa không chỉ là bộ phim với đề tài vũ hội cuối năm ở trường trung học và tình cảm lứa đôi, mà bộ phim hội tụ đầy đủ các yếu tố, các cung bậc cảm xúc của một bộ phim phiêu lưu, hành động giả tưởng. Chắc chắn không có một ai không khỏi thích thú khi chứng kiến cuộc thi TRIVIZARD Tam Pháp Thuật, với những thử thách thú vị nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Đây cũng là phần mà khán giả thấy Hogwarts xuất hiện với hình ảnh tệ hại nhất trong cả series. Những chàng cười sảng khoái với những khoảnh khắc ngây ngô của các nhân vật khi chuẩn bị cho vũ hội mùa đông và sự kinh hoàng khi Voldemort trở lại. Những pha hành động của bộ phim đã được nâng cấp hơn hẳn so với 3 phần phim trước. Sự xuất hiện của các nhân vật mới cũng làm cho không khí của bộ phim trở nên tươi mới hơn. Bộ phim đánh dấu sự ra mắt của ngôi sao phim Twilight, Robert Pattinson. Diễn xuất xuất sắc của Brendan Gleeson trong vai ông thầy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cáu kỉnh nhưng cực ngầu Alastair Moody. Miranda Richardson hoàn thành tốt vai diễn mụ nhà báo xảo quyệt, cơ hội Rita Skeeter. Và cuối cùng là màn xuất hiện ấn tượng của Voldemort của diễn viên Fien.
Tuy vậy, bộ phim vẫn còn một thiếu sót nho nhỏ khi chưa thể hiện được toàn cảnh của bối cảnh câu chuyện cũng như ý tưởng cốt lõi của tập truyện. 3. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần Phần 2. Phát hành 2011. Đã rất lâu rồi, kể từ phần cuối của series The Lord of the Rings Return of the King, khán giả mới có dịp được thưởng thức một bộ phim hồi hộp, căng thẳng với một cái kết không thể nào xứng đáng hơn. Kết hợp với những hiệu ứng đặc sắc, những màn đối thoại độc thoại đúng kiểu Hollywood, những pha hành động gay cấn diễn ra liên tiếp, những màn đấu đũa thần tay đôi hấp dẫn, các trận chiến ma thuật bùng nổ. Tất cả những chi tiết đó đều được mang đến với một sự chuẩn xác đến từng khung hình và hoàn hảo đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Các pha hành động hoành tráng được xen kẽ với những khoảnh khắc lắng động đầy cảm xúc, được mang đến bởi Alexander G. Desplat. Từ cảnh đột nhập ngân hàng Gringotts, trốn thoát với chú rồng cho tới những đoạn flashback về những ngày ở Pensieve, khán giả liên tục được chiêu đãi những khoảnh khắc tuyệt vời. Tất cả nhân vật đã góp mặt từ phần phim đầu tiên đều có từng khoảnh khắc riêng để tỏa sáng. Trận chiến Hogwarts diễn ra vô cùng khốc liệt. Hogwarts, nơi phép thuật bắt đầu cũng là nơi mọi sắp xếp của số phận được ngã ngũ, sụp đổ hoàn toàn. Nhưng trong sự tự hào của những thế hệ học sinh quả cảm, tất cả những gì khán giả cần làm vứt bỏ mọi phàn nàn sang một bên và tận hưởng chuyến tàu đến Hogwarts cuối cùng. Ngay cả đoạn kết phim có phần hơi gượng gạo nhưng bộ phim đã làm nổi bật được thông điệp và ý đồ của tác giả J.K. Rowling. Tất cả đều là thành quả của hơn 10 năm lao động miệt mài và gắn bó bên nhau như một đại gia đình. 2. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Phát hành 2004. Thật không hoa khi nói rằng đạo diễn Alfonso Cuarón, đạo diễn phim Gravity, Children of Men, đã thổi một luồng sinh khí mới cho series phim, đưa sự hấp dẫn của bộ phim lên một tầm cao mới và biến nó thành một bài học truyền cảm hứng cho các phần phim tiếp theo. Khác với dự đoán, việc thay đổi hoàn toàn sự sắp đặt trong bối cảnh phim cũng như màu sắc phim so với hai phần trước của vị đạo diễn không bị các fan hâm mộ của Harry Potter phản đối. Thực tế, vị đạo diễn này vẫn nắm bắt được tinh thần cốt lõi của tập truyện và đưa nó vào trong tác phẩm của ông, biến trường Hogwarts trở thành một mê cung kỳ lạ mà các fan cần phải khám phá. Với việc đẩy cao các tình tiết nguy hiểm và xử lý cốt truyện phức tạp một cách đầy tinh tế, Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban là tập phim được đạo diễn xuất sắc nhất trong 8 phần phim. Dưới ống kính của Michael Sarrazin, thế giới phù thủy của Harry Potter vẫn sôi động những cũng bớt huyền ảo theo lối truyện cổ tích mà trở nên u ám hơn, hấp dẫn và bí hiểm hơn. Các cảnh quay được đo ni đóng giày chăm chút tới từng milimét và vô cùng chuẩn xác. Hầu như các cảnh quay đều được thực hiện quay ngoại cảnh, chứ không phải trong trường quay, mang đến cho bộ phim những hình ảnh tươi mới và đậm chất Bắc Âu. Các hiệu ứng hình ảnh được đẩy lên đến đỉnh cao, và cho đến tận bây giờ nó vẫn là quy chuẩn cho các bộ phim khác học tập theo. Dù cho tạo hình người sói của nhân vật Lupin có thể được làm tốt hơn, nhưng điều đó cũng đủ chứng tỏ sự tiến bộ của đội ngũ sáng tạo. Từ những tên giám ngục đáng sợ và lạnh lẽo cho tới chuyến xe đò hiệp sĩ quái gở và những hình ảnh chuyển động trên các tờ báo, tất cả đều được xử lý một cách chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của hai nhân vật Sirius Black và Remus Lupin là điều mà các fan của bộ truyện mong đợi nhất, nhất là khi được tận mắt chứng kiến hai nhân vật này trên màn ảnh rộng. Hai diễn viên Gary Oldman và David Thewlis đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, dù cho thời gian lên hình của cả hai người không nhiều. Tuy nhiên, có lẽ chính vì đạo diễn Cuarón đã để lại dấu ấn cá nhân trong bộ phim quá nhiều, nên đã ngăn Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban không vươn lên vị trí phim xuất sắc nhất trong cả series. 1. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Harry Potter và Hoàng Tử Lai. Phát hành 2009. Nếu như Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa là giai đoạn mà các nhân vật chính đang trong giai đoạn ẩm ương, chưa thể kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của mình, thì tới Harry Potter và Hoàng Tử Lai, các cô cậu bé ngày nào giờ đã hoàn toàn trưởng thành, với những suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn. Các mối đe dọa đến từ thế lực hắc ám ngày càng tăng, và thế giới phù thủy một lần nữa lại đứng trước ngưỡng cửa của bóng đêm bao trùm. Steven Kopp luôn là trái tim và linh hồn của series phim Harry Potter. Sau sự vắng mặt trong Mệnh lệnh Phượng Hoàng, cuối cùng nhà biên kịch đã quay trở lại và mang đến kịch bản xuất sắc nhất trong toàn bộ series, vì nó cân bằng được tất cả các yếu tố từ màu sắc phim bắt đầu u ám hơn, chủ đề của phim cũng đen tối hơn cho tới những khoảnh khắc hài hước. Dù cho phần 6 không phải là phần truyện hay nhất, nhưng với phiên bản điện ảnh thì nó lại là tuyệt vời nhất. Nhà quay phim Bruno Del Bono đã vượt qua chính đỉnh cao của bản thân ông với cảm hứng từ ánh sáng và màu sắc, và Rembrandt để biến Hoàng Tử Lai trở thành bộ phim xuất sắc nhất về phần hình ảnh trong cả series. Bên cạnh đó, ES cũng thể hiện khả năng bậc thầy của mình trong lần thứ 2 tham gia vào series phim. Cảnh phim cuối, khi giáo sư Dumbledore và Harry tới cái động để tìm trường sinh linh giá, là một trong những điểm nổi bật nhất của bộ phim. Bộ phim chỉ đơn giản là tuyệt đẹp và là tuyệt phẩm hoàn hảo ở mọi góc cạnh. Nếu như Mệnh lệnh Phượng Hoàng là phần phim đánh dấu sự chín muồi trong diễn xuất của Daniel Radcliffe, thì Hoàng Tử Lai chính là màn trình diễn xuất sắc của Rupert Green. Hình ảnh anh chàng John hài hước, ngờ nghệch và sự phát triển trong mối quan hệ của John và Hermione được chàng diễn viên trẻ truyền tải cực kỳ thành công. So với mối quan hệ không mấy thuyết phục giữa Ginny và Harry, thì Rupert đã trở thành tâm điểm của bộ phim. Như thường lệ, điểm mạnh nhất của Harry Potter là luôn lựa chọn được diễn viên hoàn toàn phù hợp với nhân vật.
Sự xuất hiện của giáo sư Horace Luan qua diễn xuất thú vị của Jim Broadbent đã làm cho bộ phim bớt nặng nề. Trong khi đó, diễn viên kỳ cựu Michael Gambon cũng có màn hóa thân xuân sắc và đáng nhớ trong lần xuất hiện cuối cùng của cụ Dumbledore. Không có tập phim nào có thể tái hiện thế giới pháp thuật của J.K. Rowling hoàn hảo hơn Harry Potter và Hoàng Tử Lai. Vì vậy, đây chính là phần phim được các nhà phê bình đánh giá cao nhất.